tất cả mọi người, ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại một cái video mà mình nghĩ là mọi người sẽ rất là tò mò và thắc mắc. Đó là không biết nghỉ thì đội mình sẽ làm gì. Đội mình thì có tận 4 tuyến cơ. Và bây giờ thì cùng mình đi khám phá xem thử đội mình lại sẽ làm những cái gì nhá. Nào, đi thôi. Mình đang ở tầng 5. Tầng 5 này là tầng của tuyến 2 và một số của tuyến 1. Thì bây giờ mình sẽ sang phòng của tuyến 1 trước. Và bây giờ là phòng đầu tiên. Phòng đầu tiên là phòng của Trinh, Linh và Huyền. Mình nghĩ là đang bắt gì thì sẽ đúng nhé. Ôi trời ơi, đang làm gì đấy? Đang làm bắt gì mình biết ngay là phòng này phòng game thủ. Em đang xem rồi. Thầy bếp kia bắn bắt gì để kiếm người yêu nhưng mà mãi chưa có người yêu. Đây là phòng đầu tiên. Một cái phòng rất nhạt nhẽo. Phòng chỉ có súng và súng. Thế phòng như nào là không nhạt nhẽo? Nhộn nhịp gì, nhộn nhịp mà không có một tiếng người luôn. Hiện tại là chưa kiểu chưa đến cái gì nó mà chưa đến hẹn đến. À thế hả? Ok, rồi bye bye, chào các bạn đi. Tiếp theo, phòng tiếp theo là phòng của Hiền, Thảo và Hằng. Hằng thì đang quay video cho mình rồi. Mà thế này này, nhạt nhẽo lắm, các bạn nó chỉ có xem phim thôi. Thế bây giờ mình sẽ vào đây xem được phòng này. Mình đoán rồi nhé, đoán từ phòng này có vẻ rất hay ăn vào buổi tối. Bây giờ có thể đang ăn mì hoặc ăn gì đấy. Đúng không, quay phim? Ok, bạn đang làm gì đây? Mày thấy không? Mình nói chuẩn đúng không các bạn? Đang ăn mì thấy không? Phòng phải phòng chuyên ăn. Chị ăn gì đấy? Chị đang quay video cho các bạn xem. Cứ để cho nó gầy, nó ăn mãi không béo được. Thế là để lại cho nó cái tính lười, các bạn thấy không? Ăn xong rồi, có bao nhiêu nhá? 1, 2, 3, thêm 20 đũa. Nó có 5 thứ để đi rửa. Mà nó còn lười, các bạn, nó còn định nhau. No rồi nên không muốn rửa bát nữa. Bước này làm gì? Đi vũ quản tôi đi. Làm tôi đi à? Giống cái bài viết đốc của chị ngày xưa. Rồi ok, rửa win rửa bát. Người ta gọi gì? 3 tháng 2. Ờ, chưa 3 tháng 2. Two hours later. Chị ơi, chơi một phát luôn, lâu quá, một phát luôn. Một phát luôn nhá, đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Không. Anh mày là em mày phải ăn xong mày đi rửa bát đi. Không. Anh mày là em mày phải ăn xong mày đi rửa bát đi. Đi đi đi, một phát luôn. Hai ba. Ngoài ăn các bạn thôi mày, tiếp theo. Nhớ rửa bát nhé, đừng có để chị đóng cửa trong bát Thảo rửa nghe chưa. Ok. Con gì ấy? Chân à? Chị đi đâu, đi học à? Là chị quên đi nhà mình đang làm chân cho anh Thủy. Phòng này có mấy người em? Phòng này có 5 người. À, phòng này có 5 người. Nhưng mà đi học hết rồi, có mỗi mình Thủy là thôi. Nghe là đội mình là sẽ có một số đi học rồi, là sẽ đi học rồi. Còn một số là phải học online tại vì là sao chưa có lớp đấy nhỉ? Đúng không, có lớp đúng không? Chắc hết người. À, là phải 1-2 tháng nữa mới có lớp thì mới được đi học ấy, còn hôm nay thì đang học online. Đây là một buổi thi khám điểm này, bây giờ chắc cười thấy không? Ok, em ơi, chị đang quay video chị có thể vào được không? Ok. Xin chào tất cả mọi người. Các bạn ơi, tôi tưởng em này phòng đại gia, các bạn lấy xem này, uống cả sữa bông cháo này, ăn quả răng chảnh này, xong ngồi xem phim, chờ cuộc sống là gì bằng các bạn? Điều hòa mát các bạn. Đây là cuộc sống của khách sạn gần 5 sao. Nhưng mà rất nhạt nhẽo. Nếu mà ai nghĩ được là buổi tối mình làm gì mất nhạt nhẽo thì mọi người comment ở dưới video của chị Oanh nhé. Và subscribe kênh của chị Oanh nhé. Lâm Oanh 19. Ok, bye bye.
hai ba các bạn đi. Hôm nay thì các em đi học bớt rồi nên là nó hơi vắng vẻ. Mình hỏi thôi, thì thực ra là ngày xưa mình gặp nhanh hơn các bạn ạ. Wow. Bình thường các bạn hôm nay học mình đến giờ gì? Dạ, tầm 9 giờ là bạn hết, còn 9 giờ là đến nhà. Ờ, mình đi học nó thương nhà. Hôm nay không phải lụi thì bằng chị hết, chị ấy thưởng 15 phút. Em chỉ học thôi các bạn ạ, quen là hơi nhạt nhẽo hơn bây giờ. Bye bye các em. À, bye bye các bạn, nên để chị đi. Ok nhá. Ok, bye bye nhá, chị đi đây. Đang ở tầng 3, tầng 3 là phòng tầng của mình, là tầng của tuyến 1 ở. Bình thường ấy thì buổi tối thì thế đội mình cũng có vài người ngồi ở đây, nhưng mà trong hôm nay trời mưa nên chẳng ai ngồi đây nữa các bạn ạ. Nên đằng sau mình là có một sân bóng đá, cho nên biết này rất là đẹp rồi nhá. Đẹp. Và đầu tiên là phòng của mình và chị gái mình, chị Nga. Cuộc sống của chị gái mình thì rất là nhiều màu sắc. Ngoài tập luyện ra thì chị gái mình thường xuyên nâng chân và chữa bệnh dưới chân. À, song với cả việc đấy thì chị gái mình có một niềm đam mê với đọc truyện tiểu thuyết và luôn luôn ảo tưởng mình là những nàng công chúa. Đó, đấy là cuộc sống của chị gái mình. Thật là tuyệt vời và nhiều màu sắc đúng không các bạn? Wow, nhạc sĩ tương lai đấy các bạn thấy chưa? Tôi biết là ai? Tôi muốn nghe đây là bài gì? Chị buổi tối như thế nào cũng theo hả chị? Này phòng theo thùa nhưng mà hơi chị Trang đang nói sexy quá, mình sẽ không vào. Ok, và bây giờ mình sẽ đến phòng tiếp theo. Phòng tiếp theo này là 3H. Đúng rồi nhé, 2. Phòng này là phòng của chị Hương lớn, chị Hà và chị Huệ. Ok. Ô, Hương đi bên này à? Mày làm gì đấy? Mình đang quay, quay video. Đây, mình đang quay video. Tôi thật đấy đi luôn. Trời ơi, quay mà mình sẽ hỏi bọn chị làm gì? Làm gì? Ờ, đây là mình đang đam hậu hơn rồi, đây là chuẩn bị tạo tình yêu đấy ạ. Tình yêu nhỉ? Cái quan trọng là cái tình cảm. Phòng này chính là phòng này có nhiều hoa tay nhất các bạn ạ. Đầu ly vẽ thế nào? Ly vẽ này. Ly vẽ? Ly vẽ này. Thật không? Bà chị Hương lớn, ba Hà. Thế này ba Hà. Thích nói hoa đồng đó. Đồ hên hết, tự làm hết à?
Nhưng mà màu đẹp các bạn. Mình nè. Ok. Làm gì? Thế em quay à? Mình quay video cho mọi người xem đấy. Em phải nhẹ nhàng mọi người xem làm gì? Ăn mì đâu? Chị ăn là không béo. Không béo không ạ? Ờ. Chị sẽ ơi. Chị sẽ có béo không? Tao nước lọc nhá. Ừ. Kỉnh phòng này đúng không? Em gái mình nhiệt tình hết. Ăn có béo. Em bảo chị ăn mì. Quay quay. Chị sẽ béo. Cái đây giảm cân đúng không? Không không. Không không. Không em chỉ giảm chân thôi nhỉ. Sẽ biết tổng mong mọi người cũng giảm đảo của chị thôi. Kỉnh quá à. Kỉnh hướng rồi chả em. Chào tất cả các bạn. Mình là Nguyễn Anh đây. Ăn mì tôm kimchi. Ông của em buổi tối mà chẳng có ăn chút nào. Mà bây giờ mấy giờ Tùng ấy? 8 giờ các bạn ạ. Bây giờ đã là 8 giờ mà bọn mình vừa ăn cơm xong lúc 6 giờ 30 phút. Và bây giờ 8 giờ các em nhà mình lại tiếp tục ăn mì các bạn ạ. Là kinh cứ quét đi ăn mì. Thằng Minh ơi. Quả mình là người nhất đội mình luôn đó các bạn. Ngon mà. Ăn đi, ăn đi em. Rồi ăn đi, đứng dãi chạy rồi kìa. Ờ, mấy đứa không sao đâu nhỉ? Màu vẻ cho thêm kim chi nữa. Kim chi cho màu rồi đấy. Kim chi giảm cân mà. Kim chi không giảm cân đâu. Mình miếng các bạn ạ. Em miếng cơm. Nên quay xong anh sẽ ăn hết một nồi này đi. Phong cách ăn mì của anh gái mình các bạn ạ. Chị đang quay. Đây mình tắt máy cho em gái mình ăn nó tự nhiên. Ok, và mình với quay phim thì cũng vừa mới ăn ké một chút mì xương xương ở phòng này. Cũng khá là no. Ăn hết cả nồi mì nhà người ta rồi. Còn miếng thôi. Hết rồi. Xong ăn cả miếng thôi các bạn ạ. Chả còn gì. Chả còn nước, chả còn cái luôn. Các bạn ạ, quay phim ăn thôi, không phải mình ăn đâu các bạn ạ. Đây, quay phim của mình đây. À, đội mình nói chung là bình thường. Mọi người sẽ ra ngoài, còn nếu không ra ngoài thì mỗi người một việc. Tại vì thời gian buổi tối cũng không dài quá ấy. Nên là nói chung là cũng hơi nhạt mọi người ạ. Ngoài ăn uống chơi bời đặng cũng chẳng có gì lắm. Và mình mong muốn là mọi người sẽ phần nào hiểu rõ hơn về cuộc sống vận động viên tụi mình. Và mình mong muốn hơn nữa là mọi người sẽ thích. Và nếu thích cái video lần này thì mọi người hãy nhớ like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nha. Bây giờ thì bye bye. Bye bye. Mệt biết sao? Đang thở. Siêu xe đi siêu xe đang thở. Thở mình đau đây.